mẹ nuôi KICM lại phát ngôn đá xéo. Vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, nam producer KICM đã có mini concert mừng sinh nhật mang tên The Dreamlands of KICM. Trong sự kiện đặc biệt này, không chỉ mang đến hàng loạt màn trình diễn cây nhà lá vườn, mà KICM còn chính thức giới thiệu dàn gà cưng mới của công ty ICM. Cho đến hiện tại, các nghệ sĩ nhà ICM từ nay gồm có Quang Đông, Lina, Rio, Huyền Tâm Môn. Đặc biệt, bên cạnh bốn nghệ sĩ trẻ này thì nam ca sĩ có nghệ danh ABG sẽ đồng hành cùng với KICM trong suốt những dự án sắp tới. Với việc debut dàn gà chiến khi chỉ mới 21 tuổi, có thể nói KICM chính là một trong những ông bầu trẻ nhất ở thị trường nhạc Việt hiện tại. Mới đây, quản lý và cũng là mẹ nuôi của KICM đã chia sẻ hình ảnh của KICM trong sự kiện này cùng với dòng trạng thái gây chú ý. Mẹ nuôi KICM đã viết rất nhiều câu nói có ý nghĩa để gửi đến cậu con trai. Tuy nhiên, dòng nhắn gửi được quan tâm nhất đó chính là không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ có đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Cộng đồng mạng cho rằng người mẹ nuôi đang có lời chia sẻ với KICM sau khi cậu con trai trở thành sếp khi chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Mẹ nuôi hẳn đang rất tự hào về KICM sau hàng loạt những lùm xùm vừa qua, cũng như nhìn thấy nam producer đang hoạt động năng suất trở lại với nhiều cương vị khác nhau trong công ty. Kể từ sau lùm xùm xảy ra với nam ca sĩ Jack vào cuối năm 2019, KICM đã hợp tác với rất nhiều ca sĩ trẻ khác nhau, và trong đó có hai dấu ấn chính là lần debut gà cưng Quang Đông và màn kết hợp cùng với nam ca sĩ trẻ mới toanh của V-pop, Grand Even. Ngoài ra, KICM cũng cho ra mắt rất nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau nhưng đều lặng mất tâm, không còn nhận được nhiều sự chú ý như trước. Ngay từ thời điểm này, KICM đã hơn một lần chia sẻ anh muốn hợp tác với rất nhiều ca sĩ, dù nổi tiếng hay chưa nổi tiếng, để có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá sự mới lạ của bản thân. Có lẽ cũng chính từ những cơ duyên này mà KICM đang có cho mình dàn gà chiến với những gương mặt vô cùng mới lạ của V-pop và đang trở thành ông bầu trẻ tuổi nhất tại thị trường nhạc Việt. Cùng chờ đón xem trong tương lai KICM có đưa được các nghệ sĩ của công ty gặt hái được điều gì ở V-pop hay không nhé.